Đương nhiên là có rồi. Mà anh tới lâu chưa? Tôi mới tới. Hoàng tử có quà cho bé My nè. Tèn tèn. Chưa hết đâu nha, còn nữa nè. Nè, chị mẹ anh còn mua bánh cho bé My nữa nè. Dạ, con cảm ơn bà Tiên. Xin lỗi mấy anh, tôi có điện thoại chút nha. Một cái điện thoại cũ mà có thể nhìn rõ về một con người cũng còn rất rẻ mà. Chị đi mua thuốc phẩm cho em rồi về. Dạ. Đi vô đây chơi với chị. Dạ. À, tôi biết rồi. Dạ. Rồi, vậy thôi nha. Mấy anh à, mấy anh. Mấy anh đứng lại nghe tôi giải thích đi mà. Mấy anh. Không phải tôi đi cầm điện thoại của mấy anh tặng đâu, mà là anh Đại. Ê, ê, cái gì chân chơi vậy? Vô. Cầm mà không có kẹt tiền là tao không có kêu mày bán đâu. Em suy nghĩ kỹ rồi, điện thoại này của mấy anh, chưa hỏi ý mấy anh mà bán kỳ lắm, không có được đâu. Không. Bây giờ cầm đỡ đi. Tôi đi mua thuốc cho bé. Cô. Anh là ai vậy? Sao anh ở trong phòng anh Vương? À, phòng Vương bên kia kìa. Có, phòng Vương ở đây mà. Em thấy có người nằm ở bên đường, máu me tùm lum hết trơn á. Thì ra thằng ăn cướp. À, anh là ăn cướp. À, anh Vương ơi. Cô ơi, cô. Cô ơi. Cô bình tĩnh lại đi, chắc là cô nhìn lầm tôi với ai thì phải. Nhìn lầm gì mà nhìn lầm. Rõ ràng là tôi nhớ hôm đó là tôi với anh Vương đi với nhau, xong họ thấy anh nằm ở trên đường á, rồi máu me tùm lum, mọi người đều kêu anh là ăn cướp mà. Hên nó là không cứu anh á, chứ không là bị rước họa vào thân rồi. Anh Vương ơi, anh cướp. Tôi nhớ rồi. Bây giờ để tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe nha. Cô. Ờ dạ, cô vô cô gặp anh Vương cái nha. Của ông đây. Mời ông. Bé con ăn ít ít thôi nè, thử cơm nè con. Cảm ơn mẹ. Giỏi. Mời ba mời mẹ ăn cơm. Khoan. Nhìn coi, có gì lạ không nè. Đẹp quá đúng không nè. Bình thường á, mặc mấy cái áo buồn ơi là buồn vậy đó. Hôm nay mặc cái áo trẻ trung hết sức. Hãy ăn đi anh cơm, anh cơm. Ngồi ăn đi. Anh muốn. Có vụ này vui lắm nè. Dạ con. Có gì đâu vui. Hai. Chắc là rủ nhau đi shopping rồi nhậu nhẹt nữa chứ gì. Ê, ông này tự nhiên để nói chuyện với con bé như vậy. Bé con. Con dạ. Đến đúng lúc lắm đó đó. Cả nhà mình ăn cơm. Mẹ con xin phép. Suốt ngày rủ rê nhậu nhẹt, chơi bời. Trong khi cái thằng Quân mấy ngày hôm nay nè, toàn ăn mì gói, thức đêm thức hôm để mà làm việc.
lại là thằng ăn cướp đó nữa. Ê, anh Quân không phải ăn cướp đâu. Hồi nãy em mới nói chuyện với anh Quân là anh Quân kêu anh Quân hả là bị ông cướp đánh xỉu, xong rồi hả ông cướp hết đồ của anh Quân luôn. Đó đó, con thấy chưa, đâu phải ai cũng nghĩ xấu ông Quân như con đâu. Ba, con là con của ba mà, mà ba chưa bao giờ tin con vậy. Còn em nữa. Quân, bé con. À, con xin phép. Quân. Kỳ cục. Dẹp luôn đi. Đứng lại. Đứng lại. Cái gì? Sạc Dương nó nói đúng á. Ông cứ lo cho con thiên hạ, có bao giờ lo cho con mình không hả? Bà, suốt ngày bà cưng chiều nói bây giờ nó hư rồi đó. Con hư tại mẹ mà. Lỗi học á. Dường như anh Dương lại cãi nhau phải không vậy? Vì khổ quá Mai anh ơi. Từ lúc thằng Quân nó xuất hiện, cái nhà này rối đanh như là cái nồi canh hẹ vậy đó. Mai anh ơi, vì khổ quá. Khổ lắm Mai anh ơi. Anh Vương, dạ con chào chú. Bạn thiết kế sao rồi? Dạ con vẫn đang làm đây chú. Có ai giúp cậu làm cái này không vậy? Dạ tất cả con tự làm hết à. Vẽ tiếp chú coi. Thợ may ở tỉnh mà lại có một cái năng khiếu thiết kế như vậy, khá đó. Dạ cảm ơn chú. Nhưng mà con cũng cần phải học hỏi chú nhiều lắm. Con nghĩ cái áo này nè. Kiếm thảo cái này đúng chưa? Như phái nữ con muốn đặt cái túi ra đó đúng không? Đây là nguyên một cái phần này. Chị hỏi sao trong lòng như từ đây đến cuối tháng á, giải quyết á, tiền còn lại cho chị nha. Không á, tiền lãi mà đẻ ra là đỡ không kịp ha. Má này, chị đứng chưa gì vậy? Hả? Mắt mũi để đâu? Quản lý đâu? Quản lý đâu? Cũng là gái thôi mà. Cô nói cái gì đó, cô nói lại một lần nữa tôi nghe coi. Ê, anh đẹp. Nhưng mà chỉ có thằng Dương mới là người có thể thay thế cái vị trí để làm cho anh yên tâm. Vì nó là con người.
chứng cứ rành rành như vậy rồi mà bà còn nói tốt với nó nữa là sao? Bà đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi Dương. Vậy mới chính là người mẹ không có ra gì á. Không phải là nghèo anh biết.